Số 2. Rồi đi. Đẩy lên trước. Chứ. Đi. Đang làm gì nữa rồi? Đi. Cái con vịt đầu tiên mà đội nâu bốc phải nó là một cái con dụng con vịt. Con vịt đấy nó đúng kiểu như kiểu là nó nhìn mình với cái ánh mắt là tao cứ đứng im đây đấy để chúng mày làm gì tao. Push. Đi. Sau một hồi đe dọa, một hồi năn nỉ thì cuối cùng nó cũng đi được một đoạn. Đi. Đi. Từ thôi. Em ơi, sát sang đường quay. Cũng may cho đội nâu bởi vì khi mà con vịt này nó nhảy xuống thì đội nâu được bốc thăm một con vịt khác. Đúng rồi. Yeah. Wow. Ê, sát, cầm cái cây, chậm lại thôi. Em... Nó chạy, em không em đuổi, cầm nó cái chạy. Cây để xa ra, đi từ thôi, không nữa. Cho cái cây xa. Đừng có lạ. Cái này nặng lắm này. Thôi, nói thì dễ lắm, thì đúng chính xác, đó là cái kinh nghiệm lùa vịt. Kinh nghiệm lùa vịt nó chỉ có ở trên bờ thôi, còn ở trên một cái cầu như thế thì nó tất cả những cái kinh nghiệm đấy nó không đúng nữa rồi. Cẩn thận cây vào mặt anh. Anh cầm cao cái cây đi. Cầm cao cái cây chặn không được rồi. Thôi, tốt rồi em ơi, thế được rồi. Rồi, thế được rồi. Em ơi, không chơi cắn nhá. Không cắn đâu. Đi. Rồi đi. Sì. Đi. Luồn làm sao? À. Luồn sao? Đúng rồi, đi theo anh đẹp trai đi kìa. Ê, đừng nha. Lần đầu tiên thấy một con vịt đeo nơ, mình cứ gọi nó là con, của mình là bố. Lúc đầu thì vang lại nó mà mày đi cố gắng mày đi, bố đi hỏi vợ cho mày hay là lúc về đến nhà em có đặt tên cho nó là Henry. Nhận nó rất là đẹp trai, con vịt có khả năng đẹp trai nhất là ngày hôm nay. Tôi cũng không hiểu tại sao bạn nghĩ ra được cái tên Henry nó liên quan gì rồi. Không sao. Rồi tại sao nó lại là vịt đực trong khi tôi còn chưa kịp hiểu là nó là con trai con gái. Mà Dũng thì cứ thằng này đẹp trai giống bố. Vịt ơi đẹp trai quá, số 3 của tôi ơi. Tôi đi từ em ạ. Chỉ có mấy em đi nhanh thôi nhá. Rồi. Hãy đừng có nhìn thấy nước rồi xuống nhá. Ê! Nào! Đi vào! Bên này, đúng rồi, đi! Đi! Né! Đi! Hết ở miếng cả cái cầu đấy, cuối cùng con vịt sợ của nó cũng đi được mấy bước. Bạch. Chắc nó nghĩ trong đầu nó cũng chán đời lắm nhưng không biết làm sao. Tôi mới bảo được tự nhiên ngày hôm nay là ngày gì có hai con quái vật tự nhiên nhận làm bố mẹ của mình. Đấy, đằng trước mà. Đằng trước, cố lên em ơi. Cố lên. Đúng rồi, go. Cạp. Ê, đây, bên này. Nó nóng là mình cầm cái que là mình quạt. Rồi mình suy để cho cái lông nó khó chịu. Kiểu như là nó bị ai đó treo ấy là nó phải đi. Ôi, bây giờ làm sao mà cảnh báo nó. Cô ơi, cô dừng xe lại cho đợi con một tí. Đây, trên. Thẳng. Cứ thẳng mà đi. Đừng có mà liếc ngang liếc dọc nhá. Này. Anh à, con này nó mệt rồi, nó không như con vịt khác, nó không phải lùa cả đàn. Ôi, con vịt này nó đi con lầy. Đi. Cái lúc mà nó đi thì em lại chặn nó. Đi. Nhiều khi mình cứ cảm tưởng như kiểu bị bất lực một cái gì đó, mình không thể làm một cái gì đó. Cũng chỉ vì là những chú vịt đã làm cho mình nói chung là cũng thù mà cũng thèm thịt vịt. Đấy, như cái này. Che mắt nó này. Đi. Cẩn thận có cây vào mặt lên. Đi. Vượt. Đấy. Cho tí nước vào con vịt này đi. Ê. Ôi dồi ôi. Này. Đi vào, đi đúng đường. Cấm đi lang bạc. Đi. Đi đúng. Không cần nữa. Đi đúng được rồi.
Đấy, đến hạn kia bạn được nghỉ rồi đấy, thôi tớ cam vịt nghỉ luôn. Thực ra đội cam lùa vịt cũng như mình thôi, cũng tức là cũng bị nó đi được một lúc thì nó lại nằm bẹp xuống đấy, thế là mình lại vượt qua đội cam, xong đội cam lại vượt qua đội mình, cứ vượt qua vượt lại giữa cái cầu đấy cũng vui. Đấy, cặp tôi của hai đội nâu ấy. Đại ca, đại ca nhìn vào giường của em có nguy hiểm không? Không, có anh sao? Đây gì? Dạng như kiểu bất lực rồi, không biết làm cái gì hơn đấy. Thì bắt đầu là xoay sang là ngắm cảnh. Cái lúc mình đang lùa vịt đi được rồi, lùa mãi nó mới đi thì quay lại không thấy ông Tuấn ở đâu. À, hóa ra đang ngắm cảnh với anh Hà Việt Dũng ạ. Chán, chán khủng khiếp. Bài ca lùa vịt ơ. Đi. Em mỏi tay quá đại ca ơi. Thật đau hết người. Mình cũng thấy phục những người mà ở miền Tây hay là được xem những chương trình mà họ đội gạch trên đầu mà họ đạp xe luôn. Như là cái nghề nào khi họ đã thành thói quen rồi, thật sự là rất là hay. Đợi tí nhá. Đưa chai nước này. Rồi có một chai nước thôi mà hai đứa khác còn không dám uống. Rồi lần đầu tiên mới đi là bao nhiêu nước rồi cho vịt hết. Mày cần gì cũng được, nghĩa là nó mày đi dùm tao. Thế mà mỗi lần chụp cái nôm vào thì là một lần y thu lì ra. Đó có thể nó ngồi nó nghỉ luôn, nó cứ nằm phè phè như thế này. Vịt ơi, đợi bố. Phải tưởng tượng nha. Một đàn vịt phía dưới nước á, coi chừng nó thấy nó nhảy xuống đó. Sắp tới rồi. 20m nữa, 15-20m nữa. Cẩn thận nhảy xuống đó nha. Thôi đừng mà dạy nữa. Cố lên em. Ui, 1m. Ui, ui, đi đi con. Đi, đi, ui, hơn nửa mét. Ui, 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 yeah. Rồi. Nhưng mà tức nhất là khi mà nó bị đứt rồi á. Mình ôm nắm trái dừa, mình chạy ngược về, mình thấy tế độ của pha lê. Lùa con vịt mà nó chạy mà giống như nó bị tiêm đô bin vậy đó. Nó chạy lanh 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 lanh, nó không ngừng nghỉ lại. Rồi, nhanh. Đi nhanh. Nhanh. Đi nào. Rồi, sao chứ mà em. Đây là nhìn cái bọn vịt là nó muốn đi. Đi đi con ơi, đi đi, đi đi. Mình lại bị sốt ruột một cái nữa là anh Tuấn đang đội ở trên đầu 5 quả dừa nặng như thế mà mình không lùa được con vịt đi thì càng bị ức chế hơn. Sắp tới rồi con ơi. Đi. Nhanh Dũ ơi. Thôi. Sắp tới. Rồi. Ok. Chúc mừng các bạn đã vượt qua. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mộc Thư. Đây là Mộc Thư của các bạn. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Rồi. Để đây đọc luôn. Đội chơi tìm đường đến bãi biển có dấu hiệu của chương trình tại bãi Bàng. Đội chơi tìm đường đến bãi biển có dấu hiệu của chương trình tại bãi Bàng, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại đây, đội chơi phải thực hiện thử thách ném bóng nước vào nơm. Một thành viên của đội chơi phải đứng ở điểm quy định để ném bóng qua vòng tròn kẽm gai. Thành viên còn lại phải tìm cách hứng bóng bằng nơm đội trên đầu mà không được làm bể bóng. Mỗi lượt, đội chơi có 10 quả bóng nước để ném và hứng. Sau mỗi lượt, đội chơi sẽ chịu phạt 15 phút, sau đó mới được thực hiện lại lượt chơi mới. Hứng thành công 3 quả, đội chơi sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Anh có cần gọi điện thoại kiểm tra lại không cho chắc ăn không? Hồi sáng nay là có đội bị lạc rồi đó. Nghe cái tên gành đá đĩa rất là nhiều lần rồi. Thế hồi mà đây cũng coi như là đi nhiều rồi mà chưa có dịp nào được đến cái gành đá đĩa. Rồi cái động đó. Lò ảnh làm sao quá. Đây. Bên, từ từ chậm lại. Anh đừng có đổ đó. Em đi chậm lại. Đó con. Không phải em mà là em cứ để cho nó đi. Nó không có nhảy đâu. Đây xuống nè, đây cùng xuống nè. Ok. Đi đi dịch ơi. Ôi nó nằm nó để trứng luôn kìa. Đi. Ừ rồi đi. Đi. Ừ đi. Đi. Rồi nhanh lên. Không đi. Mệt quá rồi. Đi. Không muốn đi lại từ đầu đâu nha. Thế ai muốn đi lại từ đầu? Ôi nó không có đi. Hất nó lại đi.
Dịnh phụ cái đó vô anh ạ. Không được Vin phụ. Cái này á, vấn đề quan trọng nhất của nó là may rủi. Là việc bạn bóc được con vịt nào. Bóc với con vịt số 9 thì thực ra nó lại là một con lợn. Tức là không phải là con vịt. Có nghĩa là nó không đi. Nó cũng không thích tha bay luôn, nó không thích tha rơi xuống hồ, nó không thích tha làm một cái việc gì cả. Thậm chí kể cả là phản ứng dội nước mà nó cũng không cảm thấy vui sướng. Là nó chỉ có nằm thôi. Nào đi lên kêu uống nước. À. Đi ngon. Đi đây. Ok. Đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi, mày đó. Đúng rồi, đưa cho mẹ nó ra mà. Đi 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 qua. Ê, kẹt xe, cái này là kẹt dịch. Cái này là kẹt dịch. Đấy, ra nó cũng phải khỏe thế chứ. Con bốc thăm phải con này á. Ở đây là cái may mắn và cái may mắn của Lincoln. Thì bốc đúng cái lá thăm được con vịt mà nó khỏe. Khi nói chuyện thì treo là do Tiến Đạt ngồi tâm sự với vịt trước, cho nên là lúc mà vịt nó đi, nó nghe lời nó cứ đi. Ừ, biết là mệt rồi. Đi đi. Đi đi. Đi, ok. Vừa đi vừa nói chuyện với con vịt thì cũng vui, tại vì nói một câu nó cạp một câu. Thì giống như là nó cũng hiểu mình hay sao á. Trả lời. Nó trả lời. Không có nên nạt dịch, đúng không? Đúng rồi, dịch là... Nên yêu. Nào, đi từ từ thôi. Khúc này là nhiều lỗi nha. Nha vịt nha. Đi từ từ thôi. Ok. Đói. Thật sự là đội cái thúng dừa đó nó nặng. 4-5 trái dừa. Và Lincoln đội thì cứng hết cả cổ. Đi, đi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Nên là anh Đạt cũng biết là hỏi em có mệt không, có đuối không, cố lên này nọ. Thì thực ra là cái trận này mình thấy là cái tinh thần của đồng đội mình luôn tốt thì mình sẽ làm tốt được. Lần thứ hai này Giang lại tiếp tục tái máy, rồi bóc thêm một lá thăm nữa. Thì lúc này lại gặp một con gà trọi. Nghĩa là cái đầu của con vịt nó có cái màu như màu con gà trọi. Thì mình đã như cái điểm không lành rồi. Ý như rằng là mình vừa bỏ cái nôm ra một cái thì con nó bay như một con gà. Thấy chưa? Nó bảo nó bay rồi, nó qua cái cây. Và con thì nó tăng động đến mức độ mà không hề là bắt kịp nó luôn. Ơ thế hai đứa lại quay ra nhìn nhau hoảng hồn, không hiểu chuyện gì. Thì cứ ơi, chặn ngay đầu nó không dám đi tới. Anh chặn ngay đầu là nó đâu dám đi tới. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi, anh đừng có nhào tới. Anh đừng có nhào tới, cứ để nó đi vậy đi. Đến tận lần thứ 3 thì mới bắt được một chú vịt may mắn và là chú vịt thật sự. Thì con đấy được cái là cũng thong dong. Mà lại sợ xe cộ, mỗi lần có xe đến là mẹ hơi anh hơi có ý định đứng lại. Lắm luôn rồi đó. Đi, đây. Ê, hướng kia, hướng kia, hướng kia, hướng kia. Lâu. Có lên. Mày xuống đây nha, mày đây nó chết liền tại chỗ lắm con vịt. Bên kia. Cái bên kia kìa. Một mét thôi. Đúng rồi. 50cm. Ê. Ê. Ô, ai. Chụp lại. Từ từ có xe đó. Chết đi, theo tao nó. Đến đây ạ, đi nhớ. Mệt rồi. Rồi, mình lên đây đi. Ở đây đi. Anh ơi, cho em đến bãi biển tại bãi Bàn, thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Anh biết chưa không? Ok, đến thôn Vũ Hạnh. Ở đó sẽ có cái bãi bàn. Bãi biển đó là bãi biển. Bãi bàn chứ không phải biển. Ui.
Ủa, qua đó, cao rồi. Qua đó. Ôi. Sao không? Chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô đi em, chạy vô đi. Thôi. Thôi. Rơi nữa. Qua được thì ok là một đằng. Trúng cả cái này mà không bị vỡ nữa kìa. Ờ. Ôi. Nhiều khi nó rơi vào đầu. Người ở dưới là dính sơn đúng không á cậu ơi? Bạn chọn thế nào cho bạn chọn. Thôi bạn ném đi. Nhưng mà cái này là sơn đúng không á? Sao đâu. Bảo người lại quát ầm lên. So với cái chuyện bẩn với cái chuyện làm được thì cái nào hơn? Đội chúng tôi chọn cỏ thứ hai. Ê ơi, kinh quá. Ok, đi nơi đi, tiếp. Cảm ơn anh, chào em tí ha. Chờ em nhanh nhá. Dừng lại đi, dừng thẳng lên đây ơi. Thẳng nữa lên. Thẳng về phía trước đi. Về phía anh ấy. Ui. Kinh quá. Ôi. Trời ơi. Thôi, nghỉ. Khó đấy. Nghe cái gọi xéo xéo à. Nó đi rất là ngoan, nó đi rất là nhanh. Mình chỉ cần lắc cái que như này nó sẽ đi theo và được một đường thẳng. Thì nó đi nhanh quá thì Hiền chưa kịp đỡ nó lại. Lấy cái chụp này chụp nó lại vì có một cái lỗ rất to thì nó bị rơi tóm vào cái lỗ. Rồi ơi, nó tọt vào cái lỗ này, em không chụp nó lại được. Quay người như thế này luôn này. Quay lại. Qua đây vậy đó, giật. Nghe không vậy? Em phải đây, qua đây. Qua đây đằng sau nữa nè. Đằng sau nào? Ai mà lùi dịch đứng đằng trước. Đúng rồi, đúng rồi. Chụp lại, mỗi lần có người qua đó nằm dạp lên xuống á. Nó cứ giúp ở đâu này nó đứng. Mà cứ mỗi một lần mà nó nằm bẹp xuống cái cây cầu ấy là nó sẽ lại bảo nó đứng dậy nó không đứng. Mà nó thấy cái bóng của Hiền là nó sẽ chui chui vào cái bóng của Hiền là biết nó mệt rồi. Đó, đi đi. Đó, em cứ đụng vô cái cánh á, là đi. Rất là vất vả để đi qua cái đoạn cầu gỗ mà siêu dài. Một cái thử thách mà gọi là khiến cho đội tranh dương cảm thấy rất là thê thảm. Thương một con vịt một cách khủng khiếp luôn. Những cái mà đau đớn nó đang nhận và bây giờ mình phải lùa nó đi. Thì bốc thăm lại chú nghe một con vịt màu trắng khác với lại những con vịt trước đó là màu đen. Thì cái con vịt này nó được hơn. Tại vì vừa mới bỏ nó ra một cái là đi liền. Nó chạy một mạch mà thật ra là nó cố ý nó chạy để nó đâm đầu xuống cái cao.
con vịt. Mình phải phụ thuộc vào con vịt tất cả. Cứ phải vịt ơi, vịt ơi, vịt ơi, vịt ơi. Bất lực. Chưa bao giờ mà Kate nghĩ là có một ngày mình phải nịnh con vịt đến như vậy luôn á. Mình phải nâng niu nó mà mình phải có lời thề với nó là 3 tháng không được ăn tới thịt vịt. Em chắc chắn là được bỏ xuống đúng không Ngư? Được. Em ơi, bỏ xuống cái em ơi. Chịu hết nổi rồi. Thiệt luôn á. Có ai mà đội năm tới dừa lên đầu đi cũng phải đi lùa vịt, phải chèo theo ý con vịt đâu. Nó cỏ lên, giờ nãy giờ không. Cố lên Kết. Đi. Trúc nó thôi. Đi, cố lên, cố lên. Đi. Thấy lớp qua mình thấy đường đi. Ôi, đi. Cẩn thận vừa nha Kết. Sắp được rồi. Biết mình là đội cuối cùng và đội xanh dương đang ở phía trước của mình. Một cái cự ly mà mình có thể nhìn được, thấy màu xanh dương lấp ló, nhưng mà không cách nào để mà vượt qua được hết. Ai? Quá cao rồi. À. Mật thư. Mật thư. Đừng, em đừng làm rớt công việc số 4 à. Việc đầu tiên á thì nó vào ngay cái lỗ đấy đó, nó đang chặn mà. Qua cái tới cái thử thách này là mình đã đi về chót rồi. Là kiểu mà ức chế nổi điên đi được. Mà một khi đã điên rồi là sẽ bất chấp hết. Watch. Yes. Không sao, không sao. Cố lên. Qua đó, qua đó. Ôi. Đội nâu xác định là lần 1, lần 2 chỉ là tập luyện thôi, để cho mình có cái cảm giác. Đến lần 3 thì bắt đầu thực hiện thử thách một cách nghiêm túc. Bắt lại, cứ thử đi. Không sao đâu. Qua 5-6 quả đấy. Được rồi. Nhưng mà không hứng được. Thì bây giờ mình ném chúng đi, từ từ mới trúng. Đừng có dựng giữ chặt là sẽ bể, em đưa lên xíu. Em hứng xuống hiểu không? Nhớ cái này động tác không phải đưa lên mà em mới hướng xuống, em giữ chặt là sẽ bể. Vào đi, vào hẳn đi, vào hẳn đi, kệ người ta chứ mấy ông đậu vào tôi không được vào à. Đừng có chứ bác tài, đừng lạc đường nữa nha. Trong đoạn đường đi mình thấy đội xanh có một chiếc taxi từ trong chạy ra, thì mình nghĩ là chắc là đã có một đội nào đó làm xong nhiệm vụ rồi. Ban đây không được. Thấy chưa, hồi nãy đội kia đi đường kia ra đây vô, đường kia để vô luôn chứ. Nhưng mà đến cái cổng mà không được vào thì mình mới biết là đó là đội xanh dương lúc nãy. Họ chạy ra bởi vì họ bị chặn giống như mình bây giờ. Thì mình cũng quay ngược ra. Trong đoạn đường quay ngược ra thì bác Tài nói là mình đi đường tắt nha. Hai đứa mừng, có nói là mừng lắm luôn. Chẳng đang nghe ba này nó phải để ý chứ, hiểu chưa? Bác Tài biết đường rồi đúng không? Chắc chắn nha bác Tài. Thì là hai người cũng túc tốc ra taxi, chạy ra taxi rồi taxi trở đến bãi bàn thì cũng có đi lạc mất một đoạn chút xíu rồi quay lại được cái bãi bàn đó. Xe số 11 nhé. Ok. Đậu xe kiểu gì vậy anh? Thì đội tím ngay sau lưng thôi, còn thế nào đội tím lại bước lên chạy đến trước đội mình. Thế chứ chưa? Nên hai đứa thì cứ nghĩ là tại mình ẩn ương quá hay sao để cho đội tím vượt mình như vậy. Có chú chó ngồi sưởi nắng bên góc đường, làm bước chân rơi sơ chậm đi. Xanh Dương đi đường vòng, buộc phải đi bộ và đi đường vòng nguyên cái bãi biển đó mới tới được cái chỗ thực hiện thử thách. Nhưng mà bọn mình đến sau và bọn mình đã biết được cái đường tắt và hỏi người dân địa phương ở đó, cho nên là biết được cái đường đi len qua cái bãi biển gần hơn, cho nên là bọn mình đã tới trước Xanh Dương và giữ vị trí chơi bóng trước Xanh Dương. Lúc ấy là nản lắm luôn, thật sự lúc ấy nản. Ai ngờ đâu khi đến nơi là còn 4-5 đội ở đó. Thì thấy tinh thần lại vui vẻ trở lại vì là những đội khác họ đã đi từ rất lâu mà họ vẫn còn ở đây.
Yes. Nếu như mà khi mà bóng mà nó rơi trực diện vào thì nó sẽ có cái hai cái lực tác động và nó mạnh thì nó sẽ rất là dễ bị vỡ bóng, cho nên là khi mà mình đỡ thì mình cũng phải mình phải nâng lên một tí để mình nương nó, rồi mình hạ xuống thì cái lực nó sẽ giảm đi. Voilà! Voilà! Yes! Đúng rồi! Đi, đi, đi! Mục Thư! Nói cho tôi đường đích tay canh đá đĩa, đường đích cuối cùng có thể bị loại. Quý Khánh đã từng nhắc đến gành đá đĩa như một địa điểm du lịch độc đáo của tỉnh Phú Yên. Gành đá đĩa được hình thành do quá trình hoạt động của núi lửa. Chính vì vậy, hình thù của những tảng đá ở đây có những hình dáng rất kỳ lạ, nhìn như những tổ ong khổng lồ. Năm 1998, gành đá đĩa đã được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Và đây cũng là điểm về đích của chặng này. À, anh chạy giùm em về gành đá đĩa. Mình đang dẫn đầu đó anh, cố lên. Được không? See ya. Thì thật ra đó, cái người quăng bên đây là phải có kinh nghiệm quăng, mà người bên kia đó thật ra cũng phải có kinh nghiệm để mà hứng nữa. Chứ hứng nó cũng không dễ như mình tưởng. Hứng là phải làm sao? Không dễ lắm, em thấy dễ lắm. Anh thấy em, anh không làm gì, em chọi đúng ngay chỗ anh đứng không à? Là không phải chạy tới chạy lui, là chỉ có nghiêng qua nghiêng lại thôi. Không mất quá nhiều sức để như các đội khác là phải nhào người tới rồi ấy. Mà là Lincoln anh ném gần gần như chính xác. Ê, không qua được. Mặc Tư, em về đích là Lincoln từ xa là đã thấy cái lá cờ thấp thoáng rồi, thì Lincoln mới chỉ là đi dưới cái bãi đá. Có gần đá đĩa đó này kia. Gần đá đĩa thì Tiến Đạt nghĩ lúc đầu Tiến Đạt cũng muốn đi cái đường đó nhưng mà không biết là nó có đúng hay không. Nhưng mà Lincoln nói anh ơi đi cái đường này đi, thì Tiến Đạt cảm thấy là cái suy nghĩ của mình với Lincoln bắt đầu giống nhau rồi. Do những cái mùa trước khi xuống xe thì ông taxi nói thôi để tí nữa trả sau, không biết tiếng Anh thôi. Nhưng mà cái phản xạ, cái phản ứng để em trả trước đi, có gì thì lên rồi tính tiếp. Hình như là mình là một trong những đội của cuộc đua kỳ thú mà bo thêm taxi thêm 60 chứ không phải xin. Rồi bo tiền thì cái đó Tiến Đạt nghĩ là chặng hôm nay là may mắn, tại vì mình không phải quay trở lên mình trả tiền taxi mà là chạy thẳng một mạch về đích luôn. Xin chúc mừng đội đỏ. Xin chào hai bạn đã đặt chân và tâm thảo về đích. Huy Khánh rất là vui khi ngày hôm nay hai bạn đã cải thiện được thứ hạng của mình một cách đáng kể. Từ hạng 5, đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Thùy Dung, hai bạn đã về nhất ở trận này. Xin chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cũng nhờ anh Huy Khánh hôm trước nói với cả bọn em câu rằng nếu như cứ tiếp tục mà giữ vững vị trí thứ 5 này thì khả năng sẽ bị loại. Khả năng sẽ bị loại, cho nên là đấy cũng là một cái cú hích để cho bọn em. Về cả đêm không thể ngủ được vì ám ảnh câu nói đó. Và thật sự cũng khá là thất vọng khi mà 4 trận liên tục mà về năm. Và Huy Khánh hy vọng rằng đội đỏ ở những trận tiếp theo vẫn giữ nguyên được phong độ của mình. Cảm ơn anh. Yes. À, Mai Quyền ở một thử thách đúng không? Xin chúc mừng đội xanh lá cuối cùng đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và Huy Khánh cũng xin chúc mừng đội xanh lá cũng đã dần dần đang lấy lại hình ảnh của mình và lấy lại những cái ngôi vị đầu tiên của mình. Ở trận này,
đội xanh lá của Lincoln và Tiến Đạt, hai bạn đã về đích thứ nhì. Xin chúc mừng. Yeah, cảm ơn anh. Cái là hai cái bên của mình, hai cái đội bên cạnh ấy thì họ cũng ném. Rồi khi mà mình đã tập trung, mình xác định rằng là cái mình sẽ ném vào cái vòng tròn ấy, thì lại đội bên cạnh họ ném một cái là mình mất tập trung liền. Giống như có mấy cái quả ăn mà nhỏ nhỏ để dành. Ném khó vỡ, để dành ném. Quả này từ đó ok mà. Ừ, ngon này. À. Anh ném như anh xíu là cái. Thì đó anh ném như Vinh mà. Lần thứ 5 đấy thì mình xác định rằng là mình phải tập trung hết mức, kệ họ, kệ bên các đội khác ném thì kệ. Lần thứ 5 thì đội nâu của Phong và Tuấn đã thực hiện xong cái thử thách này. Đây nhá, đúng rồi. Wow! Wow! Mà Thư. Kiểm nhá. Wow! Giỏi quá. Ok. Dạ, đi taxi ạ. Cảm ơn nhá, cô chú. Có khoảng 3-4 đội trên sân. Thì lúc đấy Hà Việt Dũng cũng ném chúng rất là nhiều, một lúc ném chúng ba trái luôn. Thì lúc đấy là hơi hoảng hoảng một tí, nhưng mà không sao. Thì mà đến tận lúc đấy là Hồng vẫn không ném chúng được một trái nào. Có nghĩa là không ném qua cái vòng tròn này được một lần nào luôn. Mình trách móc được, tại vì cái này nó là vấn đề rất là nặng về phía tâm lý rồi. Nó cũng chỉ một cái cách ném ấy thôi, nhưng mà nó không vào thì làm nào. Có những lúc thì Long ném qua cái vòng tròn đấy Hiền đỡ được, nhưng mà thì cái lực ném mạnh quá, lúc mình đỡ mình kéo xuống này thì bóng cũng vỡ. Và không biết bao nhiêu trái bóng như vậy đi qua mà vỡ ngoài, thì cũng thấy tiếc. Ôi xời! Cách để chọn cách là ném như thế này, giống như là mình ném bóng rổ vậy đó, bóng tay vậy đó, nó qua, có những trái nó qua cái dòng lưới. Quá đó cơ! Nhìn tất cả các đội ném là ai cũng đều chọn cái cách ném như vậy. Chỉ có đội Xanh Dương với đội Tím là ném như vậy thôi. Là tại vì cả hai nói là chỉ thuận như vậy thôi. Là lúc mà ném như thế này á, là Kết cũng có thử rồi, nhưng mà hoàn toàn là không có lực. Ném kiểu này không được. Ném kiểu cũng hết đi. Mà nếu mình không chịu đổi cách ném mà mình cứ khăng khăng như vậy là một sai lầm. Quá đó nha. Quyết định là chọn lại kiểu này và cố gắng tập theo cái đường này, cho trái bóng nó đi theo cái hướng cao, nó xuống nhẹ hơn. À, một trái. Làm được khoảng 3 lần gì đó thì vô được một trái. Vô được một trái là đã có cái niềm tin, có niềm cái hy vọng. Nếu mà mình là ném được một trái rồi đó, là mình sẽ ném được hai trái nữa. Ngay từ đầu là mình đã xác định cái cách ném, nhưng mà không hiểu sao cứ vẫn không dùng đúng cái lực. Chắc là do tâm lý, do áp lực mà cứ ném hết lượt này tới lượt khác, không được quả nào qua vòng tròn hết. Anh xin lỗi.
từ năm trước đến năm nay đội mình chưa bao giờ làm một cái thử thách gì đến trên 10 lần như thế này cả. Kiên trì rồi một lúc thì cuống lên, lúc thì không bình tĩnh, nhưng về sau lại cực kỳ bình tĩnh đấu với cả hai đội còn lại. Hoàn toàn là không có một cái sự hờn trách nào cả. Sau nhiều lần thì có lẽ là cái tay mình ném đều hơn là mình đã nhắm được cái lực rồi. Chỉ ngay cái trái thứ hai của cái lượt đấy thì Giang đã đỡ được cái trái cuối cùng đấy. Trời ơi, Giang, tức là Giang không biết rằng các đội khác họ làm dễ như thế nào, bởi vì Giang đã chứng kiến họ làm rất là đơn giản. Nhưng với đội mình ngày hôm nay nó là một cái gì đấy của cái sự kiên trì rất là lớn. Anh Tuấn, xin chào Bông, xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tâm thảm về đích. Và Huy Khánh xin thông báo, đội nâu ngày hôm nay hai bạn là đội về đích thứ ba ở trận này. Xin chúc mừng. Xin chào Hà Việt Dũng và xin chào Phê Lê. Chúc mừng hai bạn cũng đã đặt chân vào tâm thảm về đích. Và Huy Khánh xin thông báo, đội cam của Hà Việt Dũng và Pha Lê ở trận đua này, hai bạn là đội về đích thứ tư. Xin chúc mừng hai bạn. Wow. Mệt quá rồi. Một lần đỡ xong rồi phải đi xuống nhúng nước. Mệt lắm rồi đấy. Anh muốn thoát khỏi chỗ này. Có tí, tương lai nữa. Anh ngắm kỹ rồi, anh hận mẹ em. Còn đến 5 đội mà rốt cuộc các đội cứ đi dần. Chỉ còn lại đội xanh dương và đội tím với hoàng hôn đang bắt đầu xuống trên bãi biển. Một cái không khí gọi là nó bình lặng trước biển rì rào, sóng vỗ ầm ập. Một cái không khí gọi là bình lặng giữa hai đứa luôn. Đây là một tin báo là xanh dương sẽ về với biển. Lúc mà chỉ còn đội tím và đội xanh dương thôi thì Hiền cũng ra nắng, Hiền ngồi cho nó ấm, tại vì lúc ấy là cũng ngấm nước cũng lạnh. Thì Long mới ra ngồi cạnh, và Long mới nói rằng là lâu rồi anh chưa buồn cái kiểu như này. Buồn mà đẹp ơi là đẹp luôn. Lúc ấy cũng chả biết nói như thế nào với Long cả. Thì thôi anh đi quay vào. Hai đứa quay lại nhìn nhau. Thôi cố gắng lên, mình sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái thử thách này. Mặc thơm. Hay quá. Thì khi mà đội tím đi, chắc là khoảng 2-3 phút thì đấy, thì Long và Hiền ra làm cái thử thách thì hoàn thành, cũng đỡ được cái trái bóng cuối cùng đó. Thì hai đứa cấp tốc lao theo. Xin chào đội Hồng. Xin chào Hương Giang và Chris. Và Huy Khánh cũng rất vui khi phải thông báo với đội Hồng, Hương Giang và Chris, ở trận này hai bạn là đội về đích thứ 5. Xin chúc mừng hai bạn. Cố lên. Chỉ còn phải tới đích, dẫm chân vào pit stop. Giờ nghe tuyên bố là đội về thứ 6. Chứ đừng có mà tuy nhiên. Nhưng Đừng 1% hy vọng. Nhưng mà thôi, hy vọng 1% là hy vọng như có tím sắp bà lề dưới nước thôi. Nhưng mà Đi Con. Whoa!
chào Song Ngư và Trúc Như. Xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và Huy Khánh xin thông báo, đội tím của Song Ngư và Trúc Như, hai bạn ở trận này là đội về đích thứ 6. Thứ 6? Xong rồi hả? Không phải tuy nhiên là nhưng mà... Tuy nhiên hai bạn chưa phải là đội về đích cuối cùng. Huy Khánh cũng muốn nhắc nhở hai bạn một lần nữa, đội tím luôn luôn là đội về đích áp chót. Chính vì vậy hai bạn luôn luôn bị đặt trong tình thế rất nguy hiểm. Hy vọng hai bạn hãy cố gắng bứt phá, đừng đứng ở thứ hạng này nữa. Nếu như vẫn ở thứ hạng này, chẳng sao chắc chắn hai bạn sẽ bị loại. Cảm ơn. Cố gắng lên. Yeah. Xin chúc mừng đội Xanh Dương, hai bạn đặt chân vào tấm thảm về đích. Huy Khánh buồn lắm. Hôm nay không có hoa tặng anh. Đó là lý do Huy Khánh rất là buồn. Nhưng không sao, dù sao thì hai bạn về đích rồi thì Huy Khánh cũng rất là vui. Và không biết lý do tại sao mà ngày hôm nay hai bạn lại về đích chậm đến như vậy. Có lẽ là Minh Long và Thu Hiền bị mắc kẹt ở cái thử thách cuối cùng. Và ở trận này, Minh Long và Thu Hiền là đội về đích thứ 7. Thứ 7 đồng nghĩa với việc là đội về đích cuối cùng. Và đây là trận có loại. Huy Khánh rất tiếc phải nói lời chia tay với đội Xanh Dương. Thu Hiền và Minh Long, hai bạn phải dừng cuộc chơi tại đây, ở trận thứ 5 này. Mặc dù dừng lại ở đây rất là đáng tiếc, nhưng mà nó không buồn vì phải dừng cái cuộc chơi, mà là buồn vì phải sắp phải xa đồng đội Thu Hiền. Em sẽ ra Đà Nẵng để thăm anh. Cố lên, cố lên. Suốt cái 6 chặng đua này, cả anh và em đã chia sẻ với nhau được tất cả những lộ trình, tất cả những nhiệm vụ, thì cái quãng thời gian này nó tuyệt vời hơn cả một chiến thắng. Sao mà anh và em cũng đã đem được cái tinh thần và đua kỳ thú một cách rất là lạc quan và vui vẻ. Đây sẽ là một mùa đua cực mà sẽ ghi nhớ mãi. Rất vui khi được quen biết tất cả mọi người. Rất vui khi được có mặt trong cuộc đua kỳ thú năm 2016.